Các bạn thân mến, hôm trước chúng ta đã làm đến cái phần log out, log in, rồi là đăng ký, đăng nhập và sign out. Thì những cái phần này chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến phần nhập điểm. Phần nhập điểm. Thì như chúng ta biết là ở trên đây chúng ta thấy là chúng ta có ba cái bảng. Bảng này chúng ta chưa làm gì, bảng này rồi, bảng này rồi. Thế vậy thì ID sinh viên ở cái bảng hồ sơ này nó sẽ liên kết với ID sinh viên của cái bảng điểm, để cho là mỗi một người sẽ có một cái dòng điểm, vì điểm chúng ta là toán linh hóa tổng trung bình. Thì đây là một ví dụ nho nhỏ, thì chúng ta có thể sau này phát triển lên những cái lớn hơn. Các bạn có thể lập trình được những cái tốt hơn với phần mềm Cordina hay là framework Cordina, viết bằng ngôn ngữ PHP rất là tuyệt vời phải không các bạn? Hiện nay Cordina nó chạy rất nhanh, tốc độ cao và có nhiều tính năng ưu điểm với phiên bản 4.0, 4.2. So với Laravel thì Cordina là một cái framework ra đời đầu tiên và giúp rất nhiều những người lập trình viên có thể lập trình lên những cái ứng dụng của mình. Đối với những bạn mà muốn học Laravel thì các bạn phải trải qua framework Cordina, bởi vì Laravel là một cái framework to hơn về cấu trúc cũng như là nhiều tính năng tự động hơn. Chính vì vậy Laravel chạy chậm hơn so với Cordina. Cordina trước đây là các bản bản 2 chấm, rồi bản bản 3, rồi bản đến hết bản 4 thì họ đã hoàn toàn là chinh phục được nhiều người dùng, nhất là ở các nước như Ấn Độ, Malaysia, Singapore. Và hiện nay cộng đồng đã một số người quay trở về với Cordina. Còn những người mà vẫn tiếp tục theo đuổi với Laravel thì họ vẫn theo đuổi cũng như các framework khác như Symfony, Kate, vân vân. Đấy, thì là chúng ta cũng có đến 7-8 cái framework khác nhau. Nhưng đối với Cordina chúng ta nhìn thấy là cái cách làm nó rất là dễ và nó tường minh. Thế thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng này để chúng ta sẽ thiết kế một cái form để nhập. Thì bây giờ trước tiên làm cái bảng đó thì các bạn sẽ vào trong module chúng ta triển khai cho thầy đấy nhá. Chúng ta ghi là điểm module. Chúng ta ghi là điểm module. Chúng ta đặt tên như vậy cho nó dễ nhìn. Và chúng ta sẽ cũng làm giống như là chúng ta đã làm với cái module kia. Chúng ta sẽ sử dụng là user ở Cordina. Đấy, và chúng ta ghi module. Và chúng ta ở đấy chúng ta mở rộng lên extend, chúng ta mở rộng lên ở đây chúng ta khai báo là table public. Thầy xin lỗi, chỗ này không có được dấu chấm gì cả. Chúng ta sẽ public. Đấy, bàn phím của thầy nó bị trượt. Bằng cái gì ở đây chúng ta lại mở lên. Bảng điểm rõ ràng chứng minh nghe nhiều bạn là viết sai chính tả ấy, nó không nhận được ra đâu. Chúng ta phải ghi là bằng bảng điểm
chúng ta làm đơn giản thôi. Sau đó thì các bạn đến phần public function, các bạn hàm contract nhé. À, các bạn có thể xóa hết cái này đến đỉnh cũng được. Xóa hết thì ta không dùng nó. Ở trong này chúng ta cũng phải như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho sys db chúng ta chưa khai báo biến db đúng không? Đã phải khai báo đã. Public db. Đây là hai cái biến table và db nhé, đều là public, có nghĩa là nếu như mà chúng ta kế thừa cái lớp này thì public và table đều có thể truy xuất được, đều nhìn thấy được. Đấy, chúng ta chú ý như thế. Public là để cho nó kế thừa, được nhìn thấy. Còn private là riêng thì không được kế thừa. Hoặc là protect thì cũng được kế thừa, nhưng chỉ trong trong những lớp mà cùng lớp suy dẫn được nó. Cùng lớp suy dẫn được nó. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt là DD bằng bàn phím bị trượt quá. Là này thầy chưa đầu tư. DB bằng các bạn cho thầy là config giống như thế đúng không? Rồi database, rồi connect, thế là nó đã kết nối vào dữ liệu rồi. Đấy, nó kết nối luôn chúng ta rồi. Bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Là chúng ta sẽ nhập điểm cũng như vậy thôi. Chúng ta một public function lấy tất điểm, lấy tất bảng điểm thì chúng ta nhé. Ôn điểm. Nghe ôn điểm ở đây. Đấy, nghe ôn điểm. Thế thì nó bảng điểm chúng ta mã sinh viên ở bên kia chúng ta nhìn thấy là sinh viên 1 mới tương ứng với dòng 1, sinh viên 2 tương ứng dòng 2, sinh viên 3 tương ứng dòng 3. Vậy thì cái này ôn điểm nha, có nghĩa là chúng ta hiện lên cái bảng điểm có điểm hết. Chúng ta sẽ làm như này. Function public function ta sẽ làm là biến SQL bằng select. Select họ tên. Chúng ta muốn hiện ra tất cả cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ dùng câu lệnh là nối bằng nhau. Thì chúng ta sẽ select họ tên form hồ sơ chúng ta mà lấy họ tên ra và bằng với phần điểm bên kia.
hồ sơ. Select họ tên hồ sơ. Phải. Hồ sơ nhé, các bạn ghi là hồ sơ này. Rồi. Ở ID sinh viên điểm toán lý hóa tập trung mình. Ta làm được là ID sinh viên. Phải. ID điểm toán lý hóa trung bình, chúng ta chỉ cần toán lý hóa của mình thôi. ID sinh viên điểm hóa tổng. Ngoài select họ tên nhé, qua đây bỏ form ra. Form hồ sơ phải. Chúng ta viết lại câu lệnh như này. Họ tên này, mã sinh viên này nhá, form này, form hồ sơ. Hồ sơ các em đây là của bảng hồ sơ thì nó sẽ nối tiếp. Chúng ta sẽ viết là inner zone in này nhá, nhìn rõ nhé. Nơ này, inner bên trong, zone nối vào. Bảng thứ hai của chúng ta là bảng bảng điểm. Đấy. Chúng ta nhớ nha, nối mệnh đề nối nha. Chúng ta học luôn mệnh đề nối luôn. Bảng điểm đúng rồi. Toán lý hóa điểm trung bình. Rồi. Rồi chúng ta ghi là bảng điểm rồi. Inner zone on. Em nhớ từ on. Đấy, mình phải trên này cho nó chính xác. On. On gì? On hồ sơ. Chấm. Đấy. ID sinh viên bằng bảng điểm chấm ID sinh viên. Đó, bảng điểm chấm ID sinh viên nhé. Cái này là dùng truy vấn để chúng ta in ra tổng bảng điểm mà sau khi đã nhập lớp xong rồi. Đó. Còn các em tiếp tục là order by. Order nha. Order by là sắp xếp. Order by chúng ta sẽ gọi là ID sinh viên. Đó. Tức là mặc định cái này nó xếp theo thứ tự. Xếp theo thứ tự từ cao đến từ thấp đến cao. Sau đó thì các em lại sẽ về phần query. Bằng
các bạn đến nhé. Bảng điểm này, form sơ này, inner zone bảng điểm này, sao cho bảng điểm hồ sơ bằng bảng điểm ID nhé. À, cái này chúng ta sẽ bằng lead db query sql và return query get kết quả. Đó, rồi cái này xong. Bây giờ chúng ta xây dựng hàm in một người ra, public function. Okay. Bài get điểm nhé, get điểm bài id id sinh viên, tức là cái này thì chúng ta lấy điểm theo chỉ số. Các bạn làm như thế cho thầy. Rồi, bây giờ chúng ta lấy điểm theo chỉ số. Thì ở đây các em truyền tham số vào cho thầy. Gồm có ID sinh viên. Đấy, hai tham số nhá. Giống như hàm fx ấy, là f với, như ở đây là hàm hai biến, ở đây là chúng ta lại cho thêm cái này id điểm. Id điểm hai tham số nha, để lấy ra điểm của một người thì chúng ta dùng sql bằng select. Các bạn có thể dùng cái kiểu tìm kiếm theo table cũng được. Ta thử viết kiểu này nhé. Kết quả bằng zip db table zip table quay quay này nhé, id sinh viên. Các bạn làm như thế được. ID sinh viên hoặc là select kia thì nó cũng được, nó lâu, viết mình nhìn nó cũng hay lắm. Thầy viết kiểu này ID sinh viên này thì chúng ta bằng luôn là ID sinh viên đấy, phải ID điểm bạn cần phải mảng móc vuông vào nhé, nó chính là một cái mảng này. ID điểm return kết quả. Kết quả thôi. Đấy.
em làm như thế rất là cẩn bằng như vậy. Tức là cái miếng kết quả này sẽ vào đây. Được rồi nha, xong. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái kiểu update. Đấy, chúng ta nhìn thấy mô đồ nó cũng như này. Chúng ta như thế này là mới ra được. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái update. Update nha, update điểm public function. Update. À, update đã. Add điểm thì cũng như là mọi cái kia thôi, chúng ta cũng viết như vậy đúng không? Query thầy nói chậm để cho các bạn giữ thời gian. Insert, insert data, áp điểm đây cho mình có data. Ghi tên. Insert ID. Đây là hàm thêm điểm nhé, hàm này là hàm thêm điểm, đặt tên nào sau chúng ta phải sử dụng như thế. Tiếp theo ở đây thì chúng ta khai thác là cái phần get all này là nối hai bảng vào với nhau. Đó. Và cột của một bảng thì được cách phân biệt từ bảng bằng một dấu chấm. Cái này chúng ta bổ sung thêm là điểm toán lý hóa, toán này, lý này, hóa này, tổng này, trung bình này. Xong để lấy ra, nhưng mà nó vẫn là cái lệnh nối này. Ta có thể nối ngược lại cũng được, tí là nối ngược lại. À, các bạn thì cho thế này, form form điểm nhé, form là bảng điểm. Xử lý sao?
public, cái tìm kiếm cái kia lấy sau nhé. Public function update đi. Thì chúng ta cũng viết đầy đủ ra để thầy bộ nha, giúp thầy bộ. Đấy, xong các em tiếp tục update data quay chậm đấy. Đây, chỗ này chúng ta cho biến quay vào đây. Thầy gõ ri rất là chậm. Return zip table và zip db affected effect. Và cuối cùng là chúng ta làm một cái hàm nữa là hàm xóa public function xóa đi. Chúng ta làm xóa đi. Viết db chúng ta cho cái này là id sinh viên để id điểm này. Chúng ta cho hai mạng vào, chúng ta ghi cho thầy assign cái này thay cho ngoặc vuông, ngoặc vuông các em ghi cũng được rồi, cũng như vậy. Và ngoặc a dây cũng như vậy, ở a dây thì ngoặc ngoặc đơn, thế ngoặc vuông thì không cần chữ a dây. Thì chúng ta thì nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ có này id sinh viên, và các em cũng cho thế này cho thầy id sinh viên phải id điểm. Đấy, các em cũng bằng như thế, nó cũng giống như ở trên, nhưng nó là ngọc đây thì chữ a dây thôi, đều giống nhau cả.
nhé các em nhé. Đấy. Có nghĩa là nếu như trên này chúng ta bằng hình móc vuông thì dưới này thay chữ móc vuông bằng a dây này. Đây, trên đây người. Đó. Được chưa? Đây là chúng ta làm xong mô đồ. Thế bài này là làm mô đồ. Đó, chúng ta gồm có này, search này, tìm kiếm này. Tìm kiếm ID ra. Xong chúng ta lấy điểm toán linh hóa ra cũng được. Nói chung là thì rất là nhiều cách để chúng ta lấy đưa nó ra. Thì thôi chúng ta cứ tạm thời đến phần nhập xóa đã. Xong ta sẽ đưa cái cuối này. Cái cuối này ta thầy sẽ sửa lại sau nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm đến xóa điểm vân vân. Em cố gắng làm tốt được cái phần này cho thầy. Ở đến bây giờ thì chúng ta sẽ vào view. View thì view danh sách lớp rồi sửa xóa rồi. Rồi các em cho thêm phần phần nữa là nhập điểm. Em chờ một đấy nhé. Rồi chỗ này là bắt đầu đường dẫn cho nó đến bán điểm chỗ cần chôn. Thì ở đây chúng ta sẽ cho một cái module lớp mới, chúng ta ghi là nhập điểm. Còn chôn cũng được, các em viết thế này ngắn được không sao cả. Đây là một cái phần nhập điểm thì cái phần chung đều giống như mọi cái đăng ký này. Đây chúng ta copy cho thầy cái phần này nhé, phần này là giống nhau, copy sang phần nhập điểm. Đây chúng ta làm nó nhanh. Đó, extend controller đúng không? Đấy. Phần dưới này thì chúng ta public function contract nhé. Cái này chúng ta cứ làm trước đã. Đấy là thể bày ra trước thế thôi. Bây giờ chúng ta sang public tiếp theo. Function nhập. Đó. Chúng ta thay chữ nhập cho chữ nhập điểm đúng không? Rồi. Bây giờ ta test nhé. Echo gọi nhập điểm. Mình phải nhập điểm. Chúng ta làm như thế này để mà khi mà chúng ta dò lỗi nó dễ để ta đi được bước đến đâu. Thì bây giờ trong cái phần quản lý điểm đây, trong phần view thì chúng ta ghi chữ này là nhập điểm. Chúng ta ghi chỗ này là nhập. Rồi, đấy là xong cái phần mà đưa vào luôn chỗ này là nhập điểm vì chưa có nó phải nhập. Còn chỗ này chỗ giao tơ này các bạn copy một cái xuống, các bạn thêm một dòng cho thầy. Chỗ này chúng ta ghi là nhập điểm. Đó, nhập điểm. Còn cái này các bạn ghi cho thầy là nhập. Chậm như rùa. Chỗ này chúng ta ghi cho thầy là
Rồi bây giờ chúng ta thử chạy xem nhé. Chúng ta chạy xem nó đã đưa chúng ta đến phần nhập điểm chưa. Rồi chúng ta ghi là local tại điểm public. Rồi bây giờ thì đăng nhập với tên thành UNESCO a@gmail.com mật khẩu. Rồi bây giờ nhập hồ sơ nhé. Đây. Chỗ này chúng ta phải ghi một chỗ là một cái header trên này nữa. Bây giờ chúng ta lại chui vào đây. Chui vào phim danh sách lớp. Các bạn để cho thầy giữ chỗ này. Copy cái cột tuổi ra header của nó. Thêm một hàng vào đây. Chúng ta ghi là nhập điểm. Rồi thì bây giờ chúng ta chạy lại nhé. Đã nhập, nhập vào đây. Đấy thì nó lấy danh sách chạy ra đúng rồi. Các em nhìn thấy không? Đúng là cái phần thầy gọi nó ra đây. Đấy thì là ta yên tâm. Ta yên tâm làm tiếp các bước tiếp theo. Làm người dài thầy nhắc lại đây. Nhập hồ sơ xong nhập điểm luôn các bạn nhập vào. Ấn một cái vào link của người ta ở của cái người mình cần nhập điểm. Sau đó về sau nó biết là ai nhập rồi thì ghi là đã nhập, còn ai chưa nhập thì chưa nhập. Đúng không? Đấy. Các bạn làm như thế cho thầy. Và video này thầy kết thúc rồi.